Hello các bác, đây sẽ là một cái video rất là dài trong một cái ngày thứ tư dông bão đầy trời. Ngoài kia dông bão đầy trời. Hôm nay trực tiếp không nên like mà chỉ quay clip phục vụ các bác thôi. Dạo này thật sự em bỏ rồi, dạo này không có tâm trạng để like, không biết làm sao và cũng không hiểu kiểu gì. Dạo này không có cái điểm hứng khởi, hay là mình không còn đam mê, không còn nhiệt huyết nữa rồi, hết đam mê nhiệt huyết rồi sao? Nhưng mà cái việc mà chán hiện nay là nó cũng có cái dấu hiệu từ năm ngoái rồi, và năm nay thì cái dấu hiệu là nó càng ngày nó càng lặng lẽ, bởi vì một phần nó nhiều yếu tố. Một phần là kỳ thi đó là do cái đồ gỗ năm nay ấy, cái thị trường nó trầm là một, và thứ hai là một phần là cái nguồn phôi để mà sáng tác, để làm những cái sản phẩm đẹp cho mọi người càng ngày càng cạn. Đào sâu suy nghĩ nó rất là khó, và bên em thì thường là hướng tới những cái sản phẩm to. Bên em thì hầu như là sẽ hướng tới những cái sản phẩm to đẳng và liền khối, chị em bên em sẽ không hướng đến những cái sản phẩm nhỏ li ti để mà được kênh bong móc tí thì ti sắc đét sắc sắc. Bên em không hướng tới những cái dòng sản phẩm đấy. Bên em là hướng tới những cái dòng sản phẩm to khủng đặc và lạ. Khủng thì không dám nhận là khủng, nhưng mà có nghĩa là trong cái sản phẩm nó khá là to và vừa với cái dòng tiền của mọi người, ai cũng có thể chơi được. Cái bản chất em thì trước giờ em vẫn nói là cố gắng làm sao mà phổ biến cái đồ gỗ này, nhà nhà cũng có chơi và người người có thể chơi, nó đưa nó về cái giá trị đúng của nó là đủ, chứ không có lan man, không có liên miên, không có gọi là cái gì đó nó quá là gọi là biết nói thế nào nhỉ, có nghĩa là không, mình không muốn cái đồ gỗ này nó càng ngày càng xa vời, mà em muốn cái gì đó nó gần gũi mọi người, và em cũng không muốn nó biến nó thành một cái thứ như vô giá trong nhiều người suy nghĩ. Nó không phải là vô giá. Ở cái cuộc đời này chả có cái mẹ gì là vô giá cả, trừ cái bản thân con người mình, đến cái người mình thì nhiều khi nó còn không có vô giá. Thì ba cái đồ gỗ này chả có cái gì là vô giá cả. Nhiều ông cứ bảo là cái này là vô giá, cái này là chùm cuối, không có tác phẩm như thế này nữa đâu, em không bán đâu, rồi thì cái này em đam mê lắm, nhiệt huyết của em vào đây nhiều lắm, em không muốn bán đâu. Cuối cùng người ta trả giá thì vẫn cứ bán. Đấy là câu chuyện, là túm lại là đồ gỗ nó vẫn chỉ là một cái đồ, nó chỉ mang cái mục đích cao cả nhất của nó, đó là trang điểm và tô điểm cho không gian ngôi nhà các bác thôi, chứ nó không phải là cái gì đó nó rất là cao siêu. Nó có thể là mang đến một cái gì đó cao siêu lắm, ví dụ như mang lại chúng ta con đường công danh sự nghiệp, rồi hào hoa phong độ, rồi thì phất cái lọ phất cái kia, cái đấy thì nó chỉ là trong cái gì đấy, trong cái tư tưởng thôi. Có nghĩa là khi chúng ta bê một cái tác phẩm này về, thứ nhất cái mục đích cao cả nó, từ trước em cũng nói các bác cái mục đích cao cả của nó, đó là trang điểm và tô điểm cho không gian ngôi nhà các bác. Sau khi đó, từ những cái đấy thì mình có thời gian mình đi làm, hoặc cái thời gian mình dành mình rỗi, mình ngồi mình xoa, mình sờ, mình mó, mình lau, mình nhức, thì cái con người mình nó thư thái, nó giảm được, xả cái sự chết, thì con người mình nó tái tạo được năng lượng sản xuất, thì lúc đấy con người mình thông thái lên, mình làm được nhiều việc hơn, mình yêu thương chính cái không gian nhà mình hơn, yêu thương gia đình mình hơn, vì các ông ở nhà các ông lao tượng lao tiếc, thì các ông ở nhà với vợ với con, thì các ông có thời gian ở với vợ con, thì tự nhiên yêu thương gia đình mình hơn, các ông không đi rượu bia nữa đó, thì từ từ nó sẽ lên phong thủy. Nó cái phong thủy thì nó không phải là mục đích cao cả, một phần thôi, chúng ta là chủ yếu là cái tâm ấy. Cái tâm chúng ta nó an thì tất cả mọi việc nó đều định hết. Tâm an thì mọi việc sẽ đều định. Còn tâm không an thì tất cả mọi việc nó đều lung lay hết tất cả mọi thứ. Đó. Nên là cái mục đích cao cả là như thế thôi. Thế nên là nó cũng không nên đạt đến cảnh giới là vô giá đâu mọi người. Bình thường, đối với em đồ gỗ nó cũng là đẹp, có đẹp, giá trị, có giá trị. Nhưng mà đừng nói từ vô giá, không nào nói từ vô giá là vào mồm ngay. Ngoài này bây giờ đến cái bản thân con người nó là
con người tính mạng con người đâu chả vô giá thì thôi, không chỉ ba cái đồ này. Nói chung là cái gì là sự thật nó vẫn là sự thật thôi mọi người ạ. Sự thật thường thường là nó rất là mất lòng, nhưng mà chúng ta cũng chấp nhận cái sự thật thôi chứ không thể đánh tội được. Còn trở lại cái vấn đề là sao dạo này chán nản, bởi vì là hôm nay thứ nhất là ngoài trời giông bão, mà khi trời giông bão thì tư tưởng nó không được thông, không làm được. Hôm nay nói chung là với lại nhà em cũng hết đồ rồi, thật sự luôn là dạo này cũng hết đồ, dạo này cũng hết đồ đây cũng có đồ, gọi là nhiều đồ lên nay, nên nay là phải nhiều, nói chung là đồ mà ngày hôm nay thì nó vẫn thừa đủ một buổi live để phục vụ mọi người đấy. Nhưng mà nói chung là chủ yếu là cái tâm trạng mình nó cũng khá khứng khởi, là không muốn ăn. Ok thôi lan man nữa. Vậy em mới giới thiệu mọi người một vài cái sản phẩm, một vài cái sản phẩm cho các bác chơi. Thì trước mọi người mà mặt mọi màn hình mọi người thì đang nhìn thấy một chu cốc, hôm nay hơi video hơi dài một tí. Đây là một cái chu cốc chất liệu là gỗ hương, hàng sụn mọi người nhé, chất liệu hương ta. Thì mọi người thể thấy là mọi người để ý cái chung của em nó tròn cổ luôn, đã từ rất lâu rồi hôm nay nó có một cái chung, một cái chung nó tròn và đẹp như này cho mọi người chơi. Đây em sẽ quay từ từ mọi người ngắm cái chung cọc tam cọc trấn bình, chất liệu là uông ta, hàng đặc khỉ, đặc khỉ tròn ủng mọi người. Cái chung này này, cái chung này nó tròn ủng chứ nó không phải là một cái chung lỗi vết hay là một cái chung dẹt, chung dẹt chung mảnh mai, mà cái chung này là một cái chung tròn. Và hiện tại bây giờ sản phẩm này đang là liền cố 100%. Chung này nó thích hợp mọi người bày ở cái đôn kẹp bàn ghế. Nếu các bác có cái đôn kẹp bàn ghế mà bày cái chung này thì nó là tuyệt vời. Nó dành, nói chung là nó dành 100% cho cái đôn kẹp bàn ghế. Là một, là số 1 là cái đôn kẹp bàn ghế. Thứ hai là nó dành cho cái ban thần tài. Nói chung hai vị trí đấy là bày cái chung này là đẹp nhất. Về mọi người bày cái ban thần tài, đây là một cái chung rất là cao. Mà mọi người tưởng tượng nếu để làm cái chung cao mà tròn như này thì em quay mặt ngang mọi người này. Có cái mặt trước của mặt này nhé, có cái khánh ở mặt trước này là cái vết sụn mọi người nhé, đây là cái vân sụn nó chạy dọc đấy, không phải một lỗi vết. Đối với một cái chung cao như thế này, tròn như này thì là rất là nhiều gỗ và cóc trên này liền hết, cực kỳ nhiều gỗ mà bao không lỗi vết cho mọi người thì quá chất lượng rồi. Đây, mọi người nhìn cái mặt của nó này, tuyệt vời. Bây giờ em sẽ quay để em cho kích thước báo giá luôn mọi người, cho em sẽ quay trực tiếp. Chung này hôm nay bán rẻ cho mọi người thôi. Mọi người nhìn cái vết dọc dọc của là cái vân sụn nó như thế nhé. Đây em. Thì em sẽ quay kỹ cho mọi người hàng này, bức này cực đẹp luôn. Đây em sẽ đo kích thước á, xem mà nó đẹp cái kích thước của nó khoảng bao nhiêu. Cái này là cái bày cái đôn kẹp bằng gì đi. Mê đi luôn. À, chiều cao là 52 mọi người nha. Chiều cao là 52, chiều rộng đằng trước này. Chiều rộng đằng trước của sản phẩm này là 33. Cao 52, rộng 33 và chiều sâu là mặt rất là sâu và dày luôn đấy. Chiều sâu của nó là 43. Cao 52, rộng 33 và sâu 43, một cái chum cực luôn, cực đẹp. Giá của cái chum này giao lưu mọi người 3,9 triệu. Quá rẻ. Quá rẻ luôn nhá. Đây chúng ta sẽ quay từ trên lia máy từ trên xuống. Chúng ta cảm nhận đây mọi người nhìn nhá. Đây. Ba cụ thiềm thừ đang trầu vào một cái chum, chấn ở trên cái miệng mình cái chum, cái cầu như ý là liền 100%. Đây là hai cái như ý này, liền 100%. Bên này nó có hai cái dây tiền này đục kênh bong này, hai dây tiền này, hai cái dây tiền đục kênh bong này, đó đục kênh bong mọi người nhá. Ở giữa là có một viên ngọc, cái viên ngọc này cũng là liền khối ấy, mọi người có thể nhìn cái vân nó chạy lên này, cái vân nó chạy lên này, cái viên ngọc là liền khối, cọc đục rất đẹp nhá. Đấy bây giờ em sẽ quay khánh này, em sẽ quay chất vân mọi người, những cái vân hương ta à. Vân này mọi người không chơi thì mọi người chơi vân gì mọi người nhìn chưa, luật chưa, thế này đã đủ luật chưa, đã đủ luật và đủ đẹp chưa. Đây là những cái vết vân vũ nó như thế nhá, kiểu dạng vân sụn như thế này, nó chạy dọc. Đây để quay kỹ cái mặt trước để mọi người nhìn cái tâm điểm này, cái mặt trước đây là chum, mọi người nhìn chum này nó tròn ủng luôn đó, nó tròn ủng luôn nhá. Đây một cái bao tiền, đây tượng trưng một cái bao tiền, cái miệng bao tiền này đó này, tròn ủng luôn, tròn ủng luôn. Để đặt, để đặt các cụ nhá.
mà giá 3 triệu 9 cái chum này thì em đố các bác mua được ở đâu cái chum này mà luôn như thế này mà giá 3 triệu 9. Một cái chum bé tí, nó bé cái chum này rất là nhiều nhá. Bây giờ nó bán từ tầm khoảng 3 triệu 7, 3 triệu 8 rồi. Nhiều nơi người ta bán cái chum này có khi người ta phải bán tầm 5 triệu hơn 5 triệu. Vì cái chum tiếm là một cái chum mà gỗ nó đặc, lục lạc, tròn, chum tròn xe luôn. Đây là cái chum nhá mọi người chứ không phải cái bình đâu. Đây. Đây mọi người nhìn bên trên này. Cái này chúng ta bày ở cái đôn kẹp hay chúng ta ngồi bên cạnh chúng ta nhìn này. Vân này. Vân này hương ta xịn sò liền cũ 100%. Không phải bán rẻ bán cho mọi người những cái chum mà nó chắp ghép của mọi người liền hết của em. Kích thước nhớ giúp em là cao 52 rộng 33 và sâu 43 liền khối, giá 2 triệu 9 nhanh tay đi chum này. Đẹp tuyệt vời. Nhà bác nào chưa có thì riêng chum này. Kiếm chum với chum đẹp. Chum này chung là xứng đáng xứng tắm. Nói chung là bây giờ mấy cái tốc độ mà làm đồ như bây giờ ấy, và cái tốc độ mua đồ như bây giờ mà để được kiếm cho các bác những cái chum như này nó cũng ít rồi. Mà thường thường là lựa là những cái chum này thì người ta bán giá rất là cao chứ không ai bán cái giá dưới 4 triệu của chum này đâu. Không ai bán cái chum mình dưới giá 4 triệu và em có thể khẳng định luôn trên thị trường không ai bán ra đây. Chỉ em chứng minh thì giao cho mọi người cái chum này giá dưới 4 triệu. Vì nó cũng thuộc dạng siêu phẩm nói chung mọi người. Lặng lắm, không nhẹ nhàng đâu ạ. Chum đẹp mà, chum này chơi ok. Khá ok luôn. Hợp lý mà cái giá tiền chúng ta bỏ ra là đẹp. Cái quan trọng của đồ gỗ mọi người hình dung câu chuyện là chúng ta nhiều khi chúng ta không phải chơi nó quá cầu kỳ đâu. Đơn giản, nó là một cái sản phẩm gỗ nó đẹp, chất gỗ nó tốt, lục lạc. Cái khi chúng ta nhìn một tổng thể sản phẩm nó ok là được. Và chúng ta bỏ ra cái số tiền nó nhỏ bé thôi. Chứ bây giờ một cái quả sản phẩm bằng đây mà bỏ ra 7-8 triệu đủ má nhiều khi nó cũng xót ruột. Đối với người có tiền thì thế nào cũng được, nhưng đối với người không có tiền thì nó lại là cả cái vấn đề rất là buồn. Đây, tiếp theo đây cho mọi người một cái khay đẹp nhá. Lâu lắm mới có một cái khay đẹp. Cái này thì có một lô khay này thì em chỉ lên cho mọi người hai cái. Đi cho mọi người hai cái, đầu tiên nó làm hai cái. Hai cái đẹp nhất lô để em lên quay trên giới cho các bác. Hai cái này đẹp nhất luôn. Hàng sụn ngọc am. Đây là hàng cái sụn ngọc am mọi người. Đây lưu ý giúp em, đây là sụn ngọc am. Không lỗi vết, hàng sụn. Nói chung là hàng chất lượng, xứng đáng để sưu tập. Lâu lắm nhá. Lâu lắm mới làm cái sụn ngọc am. Vì cái cục gỗ này đẹp. Đây là hàng sụn. Mọi người nhìn cái chất sụn gỗ chưa? Đẹp không? Không có tí vết đâu nha. Đây là tất cả là được vân gỗ tự nhiên của nó ấy mọi người nhé. Tất cả là vân gỗ tự nhiên, hàng đã hoàn thiện rất là kỹ càng rồi, nót niếc đánh sáp ong rồi, rất là sạch sẽ và bao thơm rồi mọi người. Rồi hàng là mọi người chơi thì yên tâm. Đế này đặc tiền luôn nha, thích thì em phun cả mặt đế luôn cho mọi người cũng được. Nói chung là khay này xứng đáng để sưu tầm, nó đẹp, xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Đấy, có hai cái thôi. Đây, cái là cái số 1 nhá, cái số 1 nhá. Đó, cái trước cái số 1 này. Đồng giá nha mọi người nhá, 1 triệu mốt một cái. Cái số 1. 42. 43, gọi là 43 đi, vuông 43 đi. Dày 4,5 phân. Gọi là vuông 43 đi, dày 4,5 phân, 1 triệu mốt, hàng không chơi, không chơi hàng gì. Úi dồi, gỗ đẹp tuyệt vời. Tỷ năm mới có một cái cây như này làm cho mọi người. Quá chất lượng luôn. Xứng đáng sưu tầm cái số 1. 1 triệu mốt nha, đừng một cái em. Quá rẻ rồi. Chữ mốt này. Úi dồi rồi. Úi dồi đẹp chưa. Cái số 2. Không chê đâu được. Thật sự luôn. Mà giá rẻ thế. Này, vân này. Đẹp như cẩm. Mà thơm lắm. Cái này bày thơm lắm, cái số 2. Đẹp tuyệt vời. Ok lắm mọi người, nói chung là đẹp ok đấy. Chất lượng xứng đáng sưu tầm ạ. Ui, tuyệt nên trắng tinh. Em đo kích thước cái số 2 này nha. Không có tí vết nha.
bao không lỗi vết, bao không chắp kép, bao không nứt nát. Kích thước này 47 40, dày 4,5. Kích thước cái chiều này là 47 này, chiều này là 40 và dày 4,5. Giá này là cái số 2 này cũng là 1,1 triệu. Các bạn chọn cái nào, chọn hàng bao đẹp, số 1, số 2. Ok, 3 sản phẩm. Bây giờ em tính biết lên cho mọi người cái gì. À, cho mọi người có một cái sản phẩm đẹp. Một cái sản phẩm đẹp đẹp tí đi. Mà em có cái chum cấp biến siêu to khổng lồ nữa mà bán rẻ, cực kỳ rẻ. Nhà còn một cái chum chum cấp nghiến siêu to khổng lồ, cực đẹp, cực chất lượng luôn, to lắm, phải bán cho mọi người bằng cái giá bây giờ trên thị trường. Nếu người ta bán cái chum đấy giờ tầm khoảng 10 mấy triệu thì em bán cho mọi người bằng cái giá một nửa người ta bán thôi. Chum nghiến nặng tầm khoảng 70 cân, quan nặng 70 cân. Đây em giới thiệu qua mọi người cái sản phẩm này, mọi người ngắm. Ngày xưa đấy em nói mọi người, không phải ngày xưa đâu mà cách đây tầm khoảng 3 năm, 2 năm cũng được. Nó có cái rộ, cái phong trào chơi lũa đấy, thì có những cái sản phẩm như thế này đó là đỉnh cao. Ngày xưa đấy, 2 năm thôi, cách năm 2019 hoặc năm ngoái, đầu năm ngoái vẫn còn cái rộ nó phong trào chơi lũa, thì những cái sản phẩm như này thì giá đâu đó giờ tầm khoảng 10 mấy triệu. Bây giờ hiện tại giá trên thị trường của một cái bức lũa, lũa gù, bức này nó là cả một cái gốc lũa gù mọi người, cả một cái gốc lũa gù to này, bây giờ bức này lặn rơi vào tầm khoảng không biết là bao nhiêu đâu, nhưng mà tóm lại chắc là tạ đổ lại, không một tạ thì bức này nó phải rơi vào tầm 80 cân, 4 người khiêng 80 cân, to lắm. Đây mọi người nhìn nó bay đi, đây này khổng lồ luôn. Cái hàng này là nó là cả một cái gốc gù, gốc lũa gù. Cục này, cục phôi của nó, nếu mà cái giá phôi hiện tại bây giờ mọi người đi mua một cục này, nếu bác nào mà tín đồ gỗ lũa thì mua, ví dụ như chúng ta đi mua một cục lũa như này, bây giờ bọn em cả bọn em đi mua lũa, bây giờ cục này bây giờ tầm khoảng 5 triệu tiền lũa, khoảng 5 triệu tiền phôi cục này. Đó, khoảng 5 triệu, bởi vì nó lặng. Phôi ban đầu với cắt đi của loài thì chắc là phải rơi tầm khoảng tạ 2, tạ 3 tiền phôi. Vì hàng lũa này nó sẽ bán rất là đắt. Đây là lũa gù, lũa chun sụ, lũa gù. Lũa thì bao giờ nó kiểu này nó có chun sụ. Hàng ngày về mọi người để ý giúp em ạ. Đây này, về mọi người sẽ trưng như kiểu này này. Trong bước này bây giờ trên thị trường nhiều khi nó bán 10 mấy triệu. Cửa hàng cũng giá lúc này chắc phải 15-17 triệu. Người bán nó rẻ. Đây, bây giờ như ví dụ như cái này to lắm mọi người, những cái hàng cái này mà chơi thì bỏ ra cái số tiền chỉ có vài triệu. Đây là gù nhá, rất là thơm, bỏ ra số tiền chỉ có vài triệu mà chúng ta chơi một cái sản phẩm này thì thật sự nó quá rẻ so với cái giá trị mà cái sản phẩm mang lại chúng ta, nó quá rẻ. Em nghĩ không phải là, mà có khi nhiều bác cũng nghĩ là, ví dụ mà bây giờ hiện tại cái sản phẩm mà em đang bán nó giá là rơi vào tầm cho mọi người xem nào. Sáu triệu rưỡi thì mọi người nghĩ bây giờ nếu mà các bác đi mua cục phôi như này bây giờ đã rơi tầm khoảng 5 triệu cục phôi này, kể cả bọn em đi mua cục phôi này bây giờ người ta còn đòi tầm khoảng 5 triệu, đấy là rẻ nhất phải tầm 5 triệu, không phải trên 5 triệu là người ta bán. Bác nào ở đây nữa mà người là chơi lúa người ta sẽ hiểu. Còn nhiều khi nhiều không chơi lúa hoặc thậm chí là không chơi đồ gỗ thì nghĩ cái này làm củi chơi đéo được, cái này chỉ làm củi thôi, làm củi đun thôi, không chơi được. Đây là suy nghĩ của những người ta không thích chơi lũa, hoặc là người ta không chơi, người ta chỉ vào người ta ngắm thôi, người ta nghĩ những cục này làm củi làm gì, chỉ làm củi thôi mà thôi. Những người như thế thì mình không chấp, bởi vì người ta cũng chưa hiểu về đồ gỗ, mà người ta cũng chưa hiểu cái giá trị của cái lũa này. Cái hàng lũa này thì nó rất là già rồi và rất là thơm, cục này khá là lâu, cục này nó phải, nếu mà xét về cái độ tuổi nó là khi hoàn thiện xong nó đẻ từ năm ngoái, từ đầu năm ngoái đến năm nay bây giờ em bán, bởi vì nó được, nó làm từ cái lúc mà lũ chạy, từ đầu năm 2020 là lúc đấy là lũ chạy. Nếu các bác nào vẫn ở thị trường từ từ cái đầu năm 2020 sẽ hiểu, ở đây có chị Thúy là hiểu nhất, đầu lũ
lũa đầu năm 2020 là chạy chạy một cách dã man, nhà nhà đi săn lũa và người người đi săn lũa, thì cái bức đề nó tồn tại từ đầu năm 2020 tới 20. Cái bức đề đầu năm 2020 có những khách đã trả tầm 9 triệu mà người ta không bán để lại. Nhưng bây giờ để chính xác nó về tay em, nó về tay em hàng này thì nó về tay em mà em bán cho mọi người cái giá 6 triệu rưỡi về tay em. Với cái bước này bây giờ ví dụ các bác thích cái về cái này, chúng ta sẽ làm cái này này, đừng về làm củi nha, làm củi những cái ông mà không chơi hoặc những cái ông mà chỉ vào ngoài xem cho ngứa mắt thì chỉ làm củi thôi, thì những ông đấy thì chưa hiểu giá trị của nó. Và chúng ta ví dụ đây cái này là chiếc van trầm van đỗ trầm, những cái trầm mà chúng ta chơi ấy, đốt tụ trầm với quán trầm cho trẻ đây, xong rồi chúng ta lắp thêm một cái đèn ở trên này, một cái đèn hắt, cái hắt hắt từ trên này xuống, từ trên này xuống, xong chúng ta lắp thêm một cái đèn ở đây nữa. Về các bác để qua cho em, để qua đây em hướng em chỉ cho các bác để qua lắp một cái đèn ở đây, ở trong nó có hốc tí nó có hốc đây, lắp đèn đây hoặc là có hốc ở đây, chúng ta lắp hai đèn bên đây và cái đèn ở đây, khi cái ánh sáng nó hắt lên như này, hắt lên và ánh sáng hắt xuống thì cụ ngồi trong đây ấy, thì cực kỳ đẹp tuyệt vời, để qua vào thì sản phẩm rất tuyệt vời luôn. Bây giờ nặng chắc tầm 1 tạ, nhưng này bán mọi người lên giá 6,5 triệu, 6,5 triệu cái sản phẩm này thì em nghĩ là trên thị trường cho các không mua đâu, vì công đục với công hoàn thiện của bước này nó phải rơi tầm 3 triệu, công đục và công hoàn thiện bước này phải tầm 3 triệu. Bây giờ các bác 3 triệu là rẻ đấy, bây giờ các bác có cục gỗ như này thì bây giờ các bác đi thuê em có lấy rẻ nhất của mọi người bước này hoàn thiện cũng phải rơi được tầm 3 triệu, bởi tiền phun bê cũng lại nó rơi tầm khoảng 500 nghìn rồi, công đục 3 triệu là rẻ, em nghĩ là 3 triệu là rẻ, còn 3 triệu mọi người không thể mua được cũng mua đâu, 3 triệu mọi người không thể mua được đỗ ngủ này. 6 triệu rưỡi thì cái này dành cho bác nào có nhà không gian rộng, chúng ta bày một cái bức này nên một cái đôn tầm khoảng 30 40 nữa thì cái sản phẩm một cao như này cực kỳ thần thái vi không, là thắp tí đèn vào, làm cái đèn vào trong cái phòng trà ấy. Mọi người có cái phòng trà, cái không gian nào anh em chơi đồ, anh em bạn bè tri kỷ đến nó ngồi ấy, thì bày một cái sản phẩm này lên này nó thần thái, mà cái số tiền chúng ta bỏ ra rất là ít, và cái hàng này cái độ bền cái thời gian của nó thì vĩnh viễn, vì hàng đũa này đũa chun sụn này nó không còn cái mẹ nào luôn, chẳng có mẹ nào. Có những ông mà đốt về làm củi thì tôi không nói tiếng làm gì đâu, cái củi thì làm củi thì không nói chuyện. Đây mọi người thắp đèn vào cái phần hốc rồi này, cái này nó không hỏng đâu mọi người nhé, bởi vì nó không còn cái gì để hỏng nữa rồi, nếu để mà nói hỏng thì không còn cái gì có thể hỏng được trong này nữa rồi, đây không còn cái gì hỏng được. Đấy, đốt cái đèn vào đây, trên này lắp cái đèn lên trên này, lắp xuống, lắp cái đèn đây, đốt sông trầm đây, tích thì lắp thêm một cái đèn nhấp nháy đoạn này nữa, 6,5 triệu quá rẻ, thật sự là rẻ. Bây giờ đo kích thước cho các cụ nha, đo kích thước xong. À, lên một cái đôn nữa, phải một đôn nữa là đẹp, đôn tầm khoảng 30 thôi, có điều kiện 40 được, nhưng mà cái đôn này khá là nhiều tiền đấy, có khi là tiền đôn bằng tiền tượng cũ rồi, nhiều khi bán rẻ em bán rẻ, nhưng mà nhiều khi các bác về mua cái đôn đấy đắt, cao 1m23 chiều rộng thế nào có đấy, chiều rộng 72, cao 1m23 rộng 72 và độ dày mẹ nó dày kinh khủng luôn, dày 45 cả một cái gốc chun sụn gù, lũa chun sụn gù đây, cả một gốc lũa chun sụn gù người ta dựng đục, cao 1m23 rộng 72 và sâu là 45, giá 6,5 triệu, quay kỹ cho mọi người ngắm hàng thằng tiểu long bãi phận là liền nhé các cụ nhá, không phải chắc đâu nhá, gỗ nó to đây tận đây này, đục cái này đây là liền nhá, đây mọi người hãy nhìn bên trong đục những cái mây này. Đấy, đưa mũi vào máy những cái mây trong này, này. Đây, đây là cái phần sụn, nũa sụn này, thậm chí nó còn nên nu cơ. Nhưng mà thôi không tính gì, nói chung là cái giá này thì mọi người, em đang bán cho mọi người cục này như kiểu là giá gỗ này là gỗ sạc cừ, chắc phải là gỗ sạc cừ, các bạn không mua cục này, cái giá này thì chắc là không mua được. Đẹp, nói chung có phòng trà, ở dưới cái tùng này. Không gian phòng trà là bày pho này ok, chất lượng mà giá cả êm ái mềm mại. Đẹp mà, nói chung pho này không chơi hơi phí, thật sự lãng.
Bây giờ tóm lại là không thể lật ra được đâu. Một mình cũng không không thể quay nó được vì là nó khá là sẽ bị dưỡng. Cụ là yêu thương là mà thích hàng to khổ và giá cả em máy mềm mại thì pha bước đấy về chơi hàng ngũ là ok, pha bước đấy về chơi hàng ngũ là ok, nói chung là tuyệt vời. À em xem nào, có cái sản phẩm nữa em bán mọi người đi, cho duyên mọi người một cái chép cho nó tròn 5 cái nó chữ đứng ở số 5 nó đẹp một cái chép chắc rất đẹp mọi người nha, chất liệu gỗ hương chúng ta. Con này em thích con này bởi vì nó có cái vây, có cái vây đẹp đó mọi người. Đây. Mọi người nhìn chất gỗ này óng ả luôn, cực đẹp và luột, và nó có cái đẹp là nó có cái vây này trắng này, vây này trắng ngả vàng ấy. Đây là gần như kiểu chép vàng ấy, trắng nó ngả sang màu vàng rồi, nó ngả màu vàng kiểu cánh cánh vàng ấy, cam cam vàng đẹp. Bám một tí vào vây này, đây. Đúng chắc vàng luôn, nó chắc nó gần gần sang màu vàng, nó chưa được màu vàng đâu. Đây là một vây, là một con chép đẹp này, thì cũng có châm chép mà lục lạc đấy, đỏ lom lom thì đấy, nhưng mà một con chép mà chúng ta lựa được cái cục gỗ mà nó có cái vây trắng trắng ngả màu cam như này, cái này là gỗ đẹp mọi người nhá, đây này, đẹp luôn đấy nha, đẹp luôn. Không phải là rác chết đâu ạ, rác đẹp tuyệt vời luôn. Đây đó, chất lượng luôn, con này khá to và đẹp, không một tí tì vết gì luôn. Mọi người trưng ở bàn làm việc hoặc là trưng bày không gian nhà mình thì con cá này ok đấy. Giá của chú cá này là 9,5 triệu thôi, giao đi mọi người giá em rẻ đi cho. Rộng là 40, rộng 50, rộng 50 nha, to đấy mọi người ạ. Cao 20. Và chiều sâu xem nào. Chiều sâu là 18. To đấy. Dài 50 cơ mà có 9,5 triệu rồi. Rẻ thật. Chiều dài 50 này, cao 20 này và sâu 18 này. Hứa luôn là không có tí tì vết nào luôn nhá, đây mọi người chất gỗ này, hương ta. Không có tí tì vết nào luôn. Liền khối 100%. Hương ta liền khối 100%, không có tí vết. Quay clip mà hơi dài một xíu, bởi vì là không nên like được, nên quay clip dài dài đi cho các bạn xem thế nó buồn. Các bạn cũng nhiều bác mong ngóng nhưng mà nhiều khi do cứ thế thì cái nào chán, mà sao phải chán, phải vui lên chứ các bác, sao phải chán, vui lên, phải vui lên. Thôi clip em xin dừng đây cho mọi người nhé. Mọi quan điểm mà đóng góp ý kiến gì thì mọi người hãy inbox trực tiếp vào Zalo. Và yêu thích sản phẩm nào thì hãy gọi điện luôn cho Trường Minh để chết. Nhưng hôm nay nếu để chơi em sẽ chơi tác phẩm Đạt Ma. Đạt Ma lũa xa xị. Một tác phẩm siêu khủng, siêu đẹp và siêu to khổng lồ. Chất gỗ tốt, thơm theo thời gian. Bây giờ mọi người cũng móc ra một cái phong Đạt Ma của thiền lũa mà với cái giá đó. Em nghĩ là cái giá đó này đúng là cái thời buổi Covid mình các bác mới mua được những giá đó thôi. Còn khi mà hết Covid rồi mà chúng ta đi săn những cục lũa to lạng cả tạ như này thì chắc là không có giá đến tiền chục đâu, giá 6,5 triệu thì ok lắm. Còn rẻ hay không thì mọi người tự đánh giá thôi. Em thì chắc chắn là em là người bán hàng em sẽ bảo rẻ, còn mọi người có thể làm một phép so sánh rồi bảo mầm. Mọi người hãy làm một phép so sánh. Nhưng mà em nghĩ chắc chắn là sẽ rẻ so với những nơi khác người ta bán. Mà em thì trước thì em cũng bán rẻ, em không có bán đắt. Lãi suất ít thôi, ăn ít nhưng mà ăn chắc mặc bền chứ không ăn nhiều. Ăn nhiều thì thôi thì xong rồi, chả ai chơi mình nữa khó. Đó, thật ra là câu chuyện là phải ăn ít, ăn vừa vừa. Thì ăn lâu lâu. Thì mọi người hôm nay mua được một sản phẩm rẻ, giới thiệu em, ủng hộ em, thì mai em lại bán được một sản phẩm nữa. Chứ mọi người mua đắt của em về rồi một vài ngày là mọi người chán đấy, không mua được đâu. Khoảng câu chuyện là như thế đó. Ok thôi, clip này sẽ dừng đây nhá. Ai em thông báo mọi người là em chuẩn bị lập thêm một kênh nữa. Kênh này thì nó chỉ là em sẽ lập thêm một kênh nữa. Cái kênh nó sẽ có tên là
em còn chưa biết cái tên lấy tên là gì, nhưng mà hiện tại em đang đặt cho nó cái tên là đi đâu về đâu. Em đã lập một cái kênh nữa rồi, đặt cho nó cái tên là đi đâu về đâu. Tí em sẽ quay một cái clip ở trên đấy sẽ khuyến mại, bán khuyến mại, bởi vì mở màn cái kênh thì bán khuyến mại, mọi người vào Zalo của em chia sẻ cái đường link, mọi người vào ủng hộ em. Trên đấy sẽ bán một số sản phẩm mới khai kênh, sẽ bán một số sản phẩm nhỏ nhỏ với cái giá siêu siêu rẻ dưới giá sản xuất đấy. Thì mọi người vào kênh đấy thì nhớ kênh là tên là đi đâu về đâu nhá, đi đâu về đâu. Cho em xin nút like và một nút đăng ký vào kênh đó. Các bác nào đăng ký rồi thì cho em xin nút like và nút đăng ký vào kênh đó. Kênh đó thì cái việc bán hàng nó sẽ chỉ là 50% thôi. Kênh đó thì sẽ là 50-50, 50% cho cái việc bán hàng và 50% sẽ là cho một cái việc chia sẻ về đồ gỗ, chia sẻ về quan điểm sống, chia sẻ về cuộc sống, những công việc hàng ngày của em và có thể là gia đình em. Nói chung là chủ yếu là sẽ chia sẻ về những quan điểm sống và chia sẻ về những cái đồ gỗ, những cái thế nào là gỗ hương ta, thế nào là gỗ hương Nhật, thế nào là một sản phẩm chất lượng, rồi thế nào là gỗ từ đàn, thế nào là gỗ xưa ngày nay, đấy, và thế nào là gỗ chắc ta, chắc Việt, chắc Lào, rồi cách chơi đồ gỗ như thế nào, bày trí ra làm sao, cẩm kẹo như thế nào, rồi thì quy trình sản xuất một sản phẩm ra sao. Nói chung là trên đấy có rất nhiều cái vấn đề mà cái việc bán hàng nó chỉ 50%. Và trên cái kênh đó thì cái mục đích chính của em ở kênh đó là em sẽ làm sao mà chia sẻ là một phần, và kênh đó sẽ có những cái sản phẩm em sẽ đi săn cho mọi người những cái sản phẩm mà giá sẽ rẻ giật mình. Những cái sản phẩm mà người lưu ý vào cái kênh đấy, các bác đăng ký kênh đấy là chúng ta sẽ mua được những cái sản phẩm, em cam kết luôn là em sẽ đi săn cho mọi người, gọi là săn sale cho mọi người những cái sản phẩm mà rẻ, gọi là nó nhiều khi nó chỉ bằng, nói tóm lại bằng bao nhiêu thì không biết, nhưng mà tóm lại là rẻ, nghe giật mình luôn. Ở trên đấy sẽ có những cái clip săn sale để những cái sản phẩm liên quan đồ gỗ hoặc là những cái gì đó, tóm lại là hiện tại là cái đồ gỗ trước đã, là sẽ giật mình, đã rẻ là mình. Nhưng mọi người lưu ý vào đăng ký kênh thì em sẽ làm một clip mở bán kênh đó, quay một vài món sản phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh bán giao lưu lấy tương tác. Các bác ủng hộ em, bác nào khách thương em thì bảo ủng hộ em, không có cho chị đăng ký nút like của kênh này. Ok các bác nhé, tôi dừng clip đây, em bắt clip này lên cho nó quay rồi. Xin chào mọi người.